Chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương Bò review bán hộ ông chú cặp bò. Vì điều kiện với ông muốn làm việc khác cho nên là ông muốn bán cặp bò này. Cặp bò này rất là trẻ, bò đẻ lứa thứ hai. Em review chi tiết cho bác xem này. Đây là ông nhá. Cháu hỏi ông này, cái cặp bò này thì bây giờ ông bán như nào? Đây cháu tính chất cho bán hộ cho ông, ví dụ ai mua thì cháu bán cho ông. Cặp bò này trước cái thời hơn một tháng là giảm rồi 46 triệu cho ông bán. Bây giờ được 47 triệu cho bán không? Thế nhưng sau con này nó con 3 tháng mà con mẹ vẫn chưa lấy giống nào nào? Mẹ này nó qua một đợt giống rồi, cái chuyến tôi định đi lấy giống nhưng mà đây nó trên cái xóm này nó phong tỏa, không có dịch. Tôi tới đây chỉ vài hôm nữa thôi. Tuần nữa là nó đi giống. Thế là vừa rồi ở chỗ này nó cấm à? Và phong tỏa nó có được đi đâu đâu mà lên lê nó cấm cả đi ra ngoài cửa hàng nó cấm hết mà. Vâng, cái con bò này là đẻ nhất là chuẩn bình thường nhé. Bò đẻ đứa thứ hai, cha chưa chịu bảo hành với bác cái đấy không phải gì. Rồi, con này nhìn... Cả ba đứa nhỏ thôi mà. Vâng, ông đuổi hộ cháu con bê ra. Thực ra là cháu... Không, thực ra là con này thì nó mới 3 tháng thì nó cũng chả vấn đề gì. Nhưng có cái là mình hỏi sao lại giờ này nó chuyển đi giống ấy chứ. Bò này thì trẻ đẹp, không lỗi gì. Đẻ con này đẻ chuẩn chứ. Thế là bây giờ ý như ông bây giờ là ví dụ bao tiền ông bán, gặp đấy, khách nào cho bán? Cháu cũng bán này. Thế là lúc 2 tháng ấy, con ấy. Nhưng bây giờ nó gần tháng rồi. Thế giá ông lấy giống? Bây giờ 47 triệu. 47 triệu. Bị dịch thế thì ông bảo lấy gì? Chục hôm nữa, các ông lấy tôi lấy giống mà quan trọng là. Vâng, giá mà nó lấy giống rồi thì ngon quá. Chắc là chỉ mới nữa đi giống gì. Vâng, đấy là review bán hộ ông chú cặp bò, nhìn rất là ưng. Mỗi cái là vấn đề là vừa rồi là khu vực này ông cũng có dịch, người ta bắt cách ly cho nên là ông không cho thụ tinh được. Cặp bò thì rất là thuận luôn, bò trẻ, đẹp. Đấy, bò này thì là ông đang chốt là đúng 47 triệu này. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì điện thoại trực tiếp cho em này, bắt cả bò này. Đấy, hôm nay em review bán hộ cho ông chú vì là ông chỗ người quen, thứ hai là ông có việc muốn cần bán. Cặp bò này thì các bác nuôi thì rất là dễ chăm sóc luôn. Vì dòng này nó thuộc dòng lai sim cho nên là rất là hay ăn. Đấy. Con này là vừa rồi gia đình thụ tinh. Bò này nó thuộc về dòng bò nhảy nhé các bác nhé. Đấy, nứa vừa rồi cho bò nhảy để định gây lái cho nên là con ba bi đực nhảy nhé. Đấy. Lối cũng rất là đẹp nhưng mà mỗi cái là nó là ba bi nhảy. Đấy này cho các bác phân biệt được nhỉ. Giữa ba bi nhảy và ba bi thụ tinh nhé. Đây con ba bi nhảy này. Em chia sẻ này luôn để các bác nắm được này. Các bác khi đi mua mà con bò ba bi nhảy là cái u này. Đây các bác nhìn này, cái u vai của nó này. Đấy, nó có u luôn nhé. Đấy. Trái mình này. Đấy, rất là ok nhá. Nhưng mà dòng này, đây này, cái mông của nó này, nó không được đẹp cho lắm nhé. Đấy. Nhưng mà không sao vì thực ra là con bò nó là bò trẻ cho nên là các bác nuôi lâu dài rất là ok luôn. Đấy. Cả mẹ con rất là thuận luôn nhé. Con mẹ này rất là đẹp luôn. Trái mình của nó này dày dặn, dễ chăm sóc. Đấy. Bầu sữa này cực kỳ mát luôn nhé. Sữa này. Con này đó. Lối rất đẹp. Mập sữa. Mỗi cái là vừa rồi là khu vực nhà ông là có người cách ly cho nên là bị phong tỏa, không có thụ tinh đến, dẫn tinh viên không vào được cho nên là bây giờ nó mới chưa lấy giống được. Con thì nó vẫn còn bé, nó mới được 3 tháng thì kể cả lứa sau các bác cho bây giờ nó vài ông ở vài hôm nữa là lại lên giống rồi. Nên là cũng không sao, nuôi lâu dài những cái dòng bò trẻ này các bác nuôi rất là ok luôn.
Đấy, bác nào mà yêu thích hàng này thì hàng bò cặp bò trẻ này thì liên hệ trực tiếp cho em này. Đấy, giá công khai là tại gia chủ là bằng 47 triệu nhá. Đấy. Lúc mới đẻ được 2 tháng người ta đã giả như vậy rồi, và bây giờ là ông có việc tiêu đến tiền nên ông muốn bán cả cặp, ông nhờ em bán giúp. Đấy, cặp bò này em thấy rất là ưng luôn nhá. Lối thuận đẹp. Bò trẻ luôn. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em này, bắt cặp bò này nhá. Cặp bò này em thấy nó rất là thuận luôn. À, con mẹ rất đẹp luôn nhá. Không lỗi gì nhá. Mỗi cái là vừa rồi là gia đình là có việc nhưng mà chưa thụ tinh. Đấy thế thôi. À, có khu vực này nó có dịch nên là chưa thụ tinh được. Và ông chia sẻ là nó sắp lên giống rồi nhá. Tầm khoảng độ ông ở theo dõi vài hôm nữa là đi giống rồi. Nhưng mà bò này thì các bác vấn đề đấy các bác yên tâm một điểm là này, con nó vẫn bé cho nên là các bác không phải suy nghĩ cái vấn đề đấy. Con nó mới được 3 tháng nhưng con này sữa cực kỳ mát luôn. Đây. Đấy các bác nhìn bầu sữa nó này. Rất là căng luôn nhá. Em quay xa để cho các bác nhìn cho con bò cho nó thật hột hơn. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em này, bắt cặp bò này của ông bà già ở đây là rất là dễ chăm luôn. Đấy, cặp bò rất là thuận luôn nhé. À. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em này, bắt cặp bò này. Cặp bò này em thấy rất là dễ chăm luôn nhé. Đây các bác nhìn này. Đấy. Khung tảng rất là lớn luôn. Con này là chiều cao nó rơi tầm cửa 1m, trên 1m3 nhé. Đấy. Lối rất là thuận luôn. Tầm cửa 1m35. Trường dài đẹp. Đây con này. Ba vì vừa rồi là ông định cho bò nhảy để lấy con cái để làm gây lái nhưng mà nó lại ra con đực này. Đấy. Cặp bò này em thấy nó rất là ưng luôn nhé. Đây các bác nhìn này. Từ trái mình mọi cái đều rất là ok luôn. Đây. Quấy chuẩn nhá. Đây, bầu sữa này. Rất là căng luôn này. Đấy. Bác nào mà yêu thích dòng live stream pha lai man thì gọi là dòng này là hai dòng đấy các bác nhé. Đấy, lối lai mai của nó cũng rất là tầm đại với đẻ hai con. Đấy, con này là con thứ hai này. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng này thì liên hệ trực tiếp cho em này. Bắt có cặp bò này về rất là dễ chăm luôn nhé. Đấy, giá công khai tại gia đình là bằng 47 triệu này. Đấy. Bác nào cần thì liên hệ trực tiếp cho em này. Chào các bác.